Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu câu nè, nhiêu đây ha. Hết mớ này bán cho anh em là 170.000 ha, chỉ khoảng đủ bao ship luôn. Đây lử nha anh em, hộp lử nè. Đây lưỡi nè. Cuồng dây đai qua 50m. Cuồng này 60m của Trung Quốc xuất Nhật ha. Nè, tên gì à? Gia băng nè, cái này của Trung Quốc xuất nha, qua gia băng nha. Đây lử nữa nè ha. Mồi nè. Đó. Đây. Rồi, một con dao ship 120.000 nha anh em. Có mộc chữ nè, mới can hai mặt lử ha. Rất là bén ha. Lực gọn gàng. Rồi, 120.000 cho con dao này.